Đây là dầu dền tía của Nga, một trong những cái phương thức mà chúng ta có thể thay thế các cái viên uống tổng hợp được ạ. Trong cái dầu dền tía này ấy, thì nó chứa các loại vitamin là một này, và các cái chất chống oxy hóa này, chất chống viêm này. Và đồng thời nữa là cái dầu dền tía này ấy, căn bản là nó có một cái lượng squalene cực kỳ lớn. Mà các bạn đọc squalene ấy, thì là một trong những cái chất chống oxy hóa rất là mạnh, và ngày xưa người ta chỉ khai thác từ gan cá mập, nhưng mà do là cái vấn đề là lo sợ về tuyệt chủng, và với lại là do một số người thuần chay ấy, họ muốn tìm kiếm những cái nguồn tốt hơn ấy, thì dầu dền tía là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Và trong gan cá mập thì nó chỉ chứa tầm khoảng 2% thôi, nhưng mà ở dầu dền tía nó chứa đến 8% squalene ạ. Và squalene thì là một chất là chống oxy hóa, và nó cái đặc tính của nó rất là tốt ở cái chỗ là nó đưa oxy vào được tế bào. Đấy, chúng ta hiểu rằng cơ thể chúng ta khỏe mạnh là việc là lưu thông máu tốt này, tuần hoàn nó tốt này, và tế bào nhận được oxy và dinh dưỡng để quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố tốt. Đấy, thì việc là chúng ta uống cái dầu dền tía này nhằm mục đích là chúng ta thay thế các viên uống tổng hợp, chẳng hạn như chúng ta uống vitamin tổng hợp này, omega tổng hợp này, hoặc là những cái chất chống viêm này, chất chống oxy hóa này tổng hợp ấy, thì nó cái tỷ lệ của nó không thể hoàn hảo bằng cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên như dầu dền tía được. Dầu dền tía này ở Fairfood thì nó có loại là organic này hoặc là loại eco này, cả hai loại đều rất là tốt ạ, và đều là hàng của Nga ấy. Và Fairfood chọn hàng của Nga bởi vì giá thành của nó rất là tốt, và cái nguồn nguyên liệu của họ sẵn có dồi dào, cho nên là cái chất lượng của sản phẩm nó tốt hơn, đồng thời nữa là giá thành tốt và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cao nhất trong cái thực phẩm, ví dụ như là Eco hoặc là Cosmo hoặc là Organic ấy. Thì những cái, và đặc biệt là nông nghiệp của Nga người ta không sử dụng các cái chất biến đổi gen đấy, GMO đấy, thì thành ra là chúng ta thấy là cái sản phẩm của nó ấy rất là tốt đấy, nó có những cái 100% là tự nhiên này, an toàn này. Và đây trên đây thì họ ghi rõ tất cả những cái thông tin mà các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đấy, thành ra là chúng ta dùng chúng ta thấy yên tâm hơn rất là nhiều ạ. Và cái dầu dền tía này thì nó sẽ tốt cho các vấn đề ví dụ như là tim mạch này, trí não này, giảm mức cholesterol xấu này, tức là nó sẽ làm tan cái mỡ máu bám vào thành mao mạch máu này, rồi nó làm chắc khỏe cái thành mao mạch máu, tức là cái đường ống dẫn máu của chúng ta chắc khỏe thì nó sẽ không bị xương phồng, đột quỵ và tai biến. Đấy, rồi là nó sẽ ngăn ngừa các quá trình viêm trong cơ thể, bởi vì bản thân của nó có chứa omega này, vitamin này, khoáng chất này như selen, kẽm này, rồi các cái chất cần thiết để mà tăng cường cái vấn đề ngăn ngừa viêm ấy. Và người ta khuyến nghị cái dầu dền tía này ấy, trong cái vấn đề là khi mà sau khi chúng ta hóa xạ trị xong ấy, hoặc là chúng ta bị nhiễm độc cơ thể ấy, chúng ta cũng có thể sử dụng để đào thải độc tố, đào thải kim loại nặng và những cái chất độc sau khi mà hóa xạ trị ấy, hoặc là ngăn ngừa những khối u ác tính ạ, và làm chậm quá trình lão hóa. Đối với phụ nữ thì uống cái sản phẩm này ấy, nó thay thế các viên uống vitamin E này, hoặc là omega này, hoặc là những cái viên uống tổng hợp, và nó sẽ giúp làm đẹp da này, tăng cường quá trình trẻ hóa và tái tạo. Nói chung là một cái sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không phải là viên tổng hợp ấy, nó rất là tốt cho việc chúng ta sử dụng lâu dài, cả trẻ em, người già hoặc là người lớn tuổi đều chúng ta đều có thể dùng, nó tốt cho tim mạch, thị lực và da rẻ. Thì các bạn có thể tham khảo tại Facebook ạ, ở trên Facebook có sẵn các cái nguồn mà từ Eco đến hữu cơ ạ.